Thấy mày chỉnh mạng rồi đấy, có chừng tao chứ. Đại ca, ông cám cho em đại ca. Okay. Hôm nay cần tiền bây giờ mà đại ca. Ông cám cho em đại ca. Em biết. Xảy ra chuyện gì, mày đừng có trách tụi tao nhá. Anh còn chưa chuẩn bị nữa à? Tại sao em không hiểu điều đó? Đi à? Lên thành phố không vợ chồng mình khác. Em thấy cuộc sống của mình tuy thiếu thốn nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Bây giờ bỏ kéo nhau lên thành phố, rồi mình sống sao đây? Không có tiền rồi. Thôi vậy cứ để tôi lo. Chỉ cần một điều đi với anh là được rồi.
nhưng em không thể sống thiếu em được. Nhưng mà em không chịu nổi sự ồn ào. Anh sẽ tìm cho em một nơi yên tĩnh. Không có nơi nào yên tĩnh bằng quê hương của mình đâu. Quê hương chết tiệt. Chán ngán nó lắm rồi. Mình đi đến đâu thì nơi đó sẽ là quê hương của mình. Anh đi đâu thì tôi không biết. Để xem tôi có chịu đi theo con không? Anh đang làm gì? Đó. Em về đâu nơi quê nhà, thương nhớ người Việt biết phương. Tôi chưa ra cách lớn mà anh còn bỏ lại tôi. Không hồi gì tôi nói với anh, đâu có nghe lý gì. Không may, mà anh không may. Để anh để tôi giao cả máy hả? Anh muốn gì? Không, xin lỗi. Tôi nhận làm người thôi.
Nó có làm gì em không? Đi cái gì mà mày phản tao? Nói đi. Tao lỗi gì mày? Tao đâu phản này này. Thay đi này. Nói đi. Em đâu phản này. Không có này. Phải này. Chúng ta chửi em. Chửi nữa nè. Tao. Chạy tao. Mày gọi tao. Chạy nè. Chạy nè. Không phản. Không nè. Chạy. Mở ra này. Đâu kìa, lẹ lẹ ra. Đấy, đổi bài hả? À, gom vô hàng cho mặt thời vậy. Anh em mình sắp đối tới nơi rồi. Tao về Sài Gòn gặp Sơn, ông nói là không có lương gạo gì cho anh em mình. Đâu? Ông ấy làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Thôi anh em ơi, cố gắng hết ngày hôm nay nha. Bây giờ tiến về, ngày mai tiến xe ra. Ha, cố gắng ha. Thôi, ta đi. Ủa cái gì vậy? Gạo. Gạo của mấy thằng gia đình ăn đó. Anh đưa tôi làm gì? Tôi dục nó chơi. Cậu lớn giận à?
Thằng Hiếu nó về nó có nói tôi là anh tự tập thôi. Tôi đã nói rõ cho thằng Hiếu nghe rồi. Là lương chưa có, phải vài ngày nữa. Anh nói vậy nghe được à? Gần nửa tháng nay rồi, hôm nay 15 tay chưa lương. Anh nói vậy nghe được sao? Trên đây người ta đưa chưa đưa xuống, làm sao tôi giao tiền cho anh được? Tại sao chưa đưa xuống? Chưa đưa xuống tại sao em ở Sài Gòn có rồi? Mà tại sao em ở Cà Rịa không có? Anh biết từ Sài Gòn về đến đây bao nhiêu cây số không? Cái đó là công việc làm của mấy anh. Lương là lương thống nhất, từ Sài Gòn ra Nha Trang là thống nhất với nhau. Nhưng mà nó chậm vài ngày anh phải thông cảm chứ. Vài ngày hôm nay là 15 ngày, vài ngày gì? Anh làm ăn hồ đồ vậy? Trách nhiệm này không phải thuộc về tôi. Người ta đưa xuống chậm. Đó, còn gạo với anh em đó. Sống. Giờ nè, tôi hỏi anh nè. Gạo á. Mấy thằng ca đường ăn gạo hả? Anh coi là gạo đi. Cái này tôi không biết. Thóc không à? Anh gặp chứ đâu, thì ông xuống à. Giúp đầu kia tôi sẽ. Trong tất cả mọi chuyện tôi đã hiểu hết rồi. Thế nên anh đừng nói nữa. Chiều nay là nội bộ họp về anh đấy. À, có gì tí à, về suy nghĩ hỏi vấn đề mà gạo với lương. Anh nghe hết rồi. Thế nên là tí cứ an tâm đi. Chiều nay á là sẵn có xe đó, em điều xe rồi em chở được. Mày rồi. Tại sao hôm nay mày đưa về đây? Mày đưa nó về nhà. Tại sao vậy? Đuổi đi. Tao không muốn gặp mặt tụi mày ở đây nữa. Còn mày có giỏi á, mày đi nó luôn đi. Về đi. Còn không là mày đi theo nó luôn đi. Quan hệ của chúng ta chấm dứt đi. Anh sẽ thuyết phục không có.
Hay là cô gọi điện cho cổ cũng được, biết đâu ở nhà cô bị kẹt hay là công chuyện gì đó, hay có nhắn tin gì cô gọi cũng được. Dạ,
cô à, coi dư chị luôn hai xe trước nha. Xíu cái vô liền á. Thank you.
rồi. Trời ơi, hôm nay tôi mới thấy nha, chính mắt tôi nha. Chính mắt tôi hôm nay mới thấy. Không liệu hồn. Không liệu hồn tôi. Hả? Quan trên lắm mình ơi, tụi anh đang tôi về.
Mà có hẹn với thằng nào? Cô lo à? Cô lo thì chuyện gì xảy ra trong vườn? Cái thằng nào? Thằng nào? Ai đâu? Đâu thấy ai đâu? Thằng nào có âu yếm ở trong vườn đó? Em đi học cô đâu? Cô cười à? Cô cười được à? Trời, cái đó là anh của em chứ bộ. Đâu, đâu, mấy năm đi, mấy năm giờ mới về, mới gặp chị em á. Làm gì vậy, nghĩ vậy? Hả? Em nên nhớ nè, đi nước á, một khi nó đầy đổ xuống vậy. Em biết không, một khi á đã hết rồi không bao giờ ấy lại được. Phải, tôi nói cho anh biết, trước đây chứ không bao giờ tôi thương anh. Đúng, tôi đã thương người khác. Thì sao? Ừ? Được, tình cảm tôi đối với tôi vậy là đủ rồi. Bỏ nhà tôi đi cho cô ở căn nhà này, tôi chúc cô hạnh phúc. Hết cả phòng. Anh Tư, phải không? Bữa nay anh diễn kiểu gì mà kỳ vậy? Bọn không có kiểu gì khác diễn à? Tư, thông cảm anh Tư. Đây, hôm nay anh Tư, anh hãy cho anh thời gian anh Tư. Anh,
Tôi đã cho anh bao nhiêu thời gian rồi? Anh cho biết còn 2 ngày nữa anh không diễn kiểu khác thì mời anh ra khỏi sàn diễn này. Anh Tư, anh Tư. Bị ông chủ đuổi rồi. Nếu như anh không có trình diễn khác. Không phải là, làm sao cũng còn có em bên cạnh mà. Thôi, để anh cho thầy đoàn đưa anh về nha. Đi vai. Sáng mai không có mặt thì đừng lên sàn diễn nữa. Nhưng mà cái gì đi vai. Dạ, chính nhà cái nhẹ, cái anh, cái nhị, cái con, cái nhú, cái ế, cùng các anh nhỏ mới nhỏ lỗ này, còn em không nhỏ. Hôm nay, chúng có tiết mục mới, đó là, ôi, Anh bỏ đi, anh là một người yêu tôi. Tôi không có giúp những người yêu của tôi là như vậy đâu. Nhưng đây chẳng qua gì cuộc sống hàng ngày thôi. Em hãy yên tâm, từ đây về sau anh sẽ không còn diễn khách này nữa. Còn nếu như em cứ dặn anh hoài, cho anh thành chịu. Thank you.
Lần vừa rồi
Ai làm ăn nói đến đây họ hả? Đi ăn. Con còn nhỏ mà, để từ từ em dạy nó. Mà tại tôi cái gì? Tại tôi dựng đầu người khác phá hại gia đình nhà người ta à? Lắm! Cả ông nữa, từ khi mẹ tôi chết, ông cũng chết trong lòng tôi rồi. Chính cái người đã giết chết mẹ tôi hận các người. Tôi sẽ trả thù cho mẹ tôi. Sẽ tổ chức cái lưới là hai đứa con đó. Không được đâu ba. Tại sao không được? Con có em như bạn thôi, con có người yêu rồi. Mày nói cái gì vậy? Mày biết cả một cái gia tài cơ ngơi sự nghiệp của tao ngày hôm nay á là nhờ vào gia đình nó không à? Mà có một cái chuyện nhỏ như này mày không làm được. Mày nghĩ sao? Không được ba, ba thông cảm cho con nha. Con có người yêu rồi. Tao đã quyết định rồi. Không có thông cảm gì nữa đó. Mày là người hơn ai hết, mày phải hiểu được đó chứ. Ba, đúng là con cái. Ba. Ủa, trời ơi, nãy giờ kiếm muốn chết ai về ở đây hả? Sao buồn vậy? Thôi đi chơi đi. Ha, nhà là buồn thấy mồ luôn. Chở đi chơi là đi lên liền nha. Đi nha. Coi.
anh quyết định rồi không? Mình làm đám cưới tháng sau nha Hùng. Anh nói thiệt không? Em cũng tính tháng sau. Tôi mình đó, tất cả không không có tồn tại được lâu trong đời. Thôi cứ nói như vậy mà quan tao thì yên phận tao rồi, mày còn có ông già nuôi của mày, mày đừng tự ái gì hết, theo ông đi nha. Chắc không không qua được. Tôi có cái này mà. Mày cứ nói vậy mà. Trước khi ông già tao chết, để lại cho tao, mày giữ đi nha. Đừng có mày ra không còn gì đâu. Cố gắng làm lại từ đầu đi. Đừng có. Quang. Thank you.
Ok. Thôi, tao không dám đâu mày. Giỡn hoài. Tù chết á. Thôi, tao không dám đâu. Tù rồi sao á? Nước đi ra ngoài. Tao chết á. Thôi. Thôi được rồi. Dạ này ha. Tao sẽ cần mượn tiền. Cố gắng về lo cho con mày. Bạn mày giúp nhau từ nhỏ rồi. Gì nói vậy mày? Lẻ không à. Đó, em thú đi. Thôi, tao cảm ơn mày rồi tí. Chuyện nào tao có tiền tao sẽ trả lại cho mày. Nhớ trực nha. Rồi, để ở tù chết á. Mày sẽ lo quá. Tính ra đi Hiếu. Tao á, tao mang ơn mày nhiều lắm nhưng mà đừng có hại tao chứ. Tại sao mày hại tao? Tao chỉ muốn giúp mày thôi Hiếu à. Trời ơi, mày hại tao chứ mày giúp tao hả? Hiếu ơi, bây giờ mày tính sao đây? Hiếu, mày bán ở đâu? Tao bán giữa sắt chứ ở đâu? Đi, tao mày đến chuột đây. Đi. Nói để cho cô biết, vào ngày này tháng sau, tôi sẽ cưới cho thằng cháu của tôi. Một người con gái đẹp, hiền như cô, nhưng mà nó là con gà danh giá. Cô chỉ là một đứa con hoang, mà đòi trèo cao. Không đúng. Phải. Thank you.
Chúng ta sẽ mở làm ra đi. Em hỏi gì kì? Em là vợ của anh. Con là con của anh. Anh đi với em là phải rồi. Thật hay không là gì? Mà đi của anh đi.